Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn, hướng nhà là hướng Đông Nam. Ngõ thực tế của chiếc căn nhà này thì nó tương đối là rộng, nó khoảng tầm 4m, tuy nhiên nó cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 70m quý vị nhá. Và với cái căn nhà này, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn với cái thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ rất là hợp lý và giá bán chỉ có 1 tỷ 950 triệu đồng thôi. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, toàn bộ phí thuế. Vị trí này gần gì ạ? Gần với trạm bơm Yên Nghĩa, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông và vị trí cụ thể của nó là thuộc Đông La Hoài Đức mọi người nhá. Mời quý vị theo em vào với cụ thể ngôi nhà. Căn nhà này mặt tiền 3, dài 10, rất là vuông vắn với thiết kế của ngôi nhà. Phần cửa chính ngôi nhà hai lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Và với cái thiết kế tương đối ổn cho một cái ngôi nhà như thế này mọi người ạ. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, cầu thang giữa. Với giá bán 1 tỷ 950 triệu, bao toàn bộ phí thuế. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới căn nhà này. Quý vị có thể vay tối đa khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền ngân hàng. Và còn lại thì chi trả trước cái phần tiền mặt giúp Ngọc Ánh nhé. Đây là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Phần sơn, phần gạch, thiết bị vệ sinh cơ bản là xong hết rồi. Và cái quan trọng nhất xong hết của cái nhà này đó chính là sổ đỏ phải đầy đủ. Giấy phép thì ở cấp huyện là không có giấy phép, tuy nhiên vẫn cứ hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị lên tới 70% giá trị của ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá. Còn đây là phần không gian phòng bếp nha quý vị. Với phần không gian phòng bếp này, đây, mọi người có thể thấy thực tế luôn. Với tủ bếp thiết kế rất là chỉnh chu cho một cái ngôi nhà gần như dưới 2 tỷ, giá rẻ, 4 tầng xây mới, xung quanh ngập tràn tiện ích. Chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2, gần với lại Ủy ban Nhân dân xã Đông La. Và với cái căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng đây mọi người ạ. Ngoài sẽ quay có như thế nào, sẽ review cho quý vị là như vậy. Không gian phòng bếp đây. Ở đây có thể đặt cho Ngọc Ánh một cái bàn ăn khá là hợp lý. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho đây. Đầy đủ cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này cách với lại đường ô tô khoảng tầm 70m và với cái vị trí xung quanh đông dân cư. Đấy. Hàng xóm thì cũng rất là thân thiện và quan trọng là cái vị trí thì ví dụ như mà cái tầm tiền như thế này phù hợp với lại vợ chồng trẻ hoặc là với những người mà có thu nhập vừa phải mà muốn vay ngân hàng. Tại thời điểm này lãi suất hỗ trợ cho quý vị ngân hàng đang là giảm giá rất là hợp lý. Ví dụ như bên BIDV chỉ có 10% chia cho một năm thôi. Và với những cái ngân hàng uy tín như thế thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm vay mua nhà tại thời điểm này nhé. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà, Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ đầu video. Với căn nhà 4 tầng, 4 phòng ngủ thì tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau đây mọi người nhé. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Quý vị nào mà đang hợp hướng Đông Nam lại tìm một cái ngôi nhà xây độc lập lại giá rẻ như thế này thì gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn và hỗ trợ được quý khách hàng đi xem nhà để chọn lựa được căn nhà ưng ý nhất nhé. Ban công mở thực tế đây, hướng được ra phía bên ngoài quý vị ạ. Đây, đây phần ban công trước nhà tương đối là thoáng, xung quanh dân cư đông đúc. Đấy. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hệ thống cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Với cái phần hai phòng ngủ đây, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Đây mọi người nhá. Đây, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, ngập tràn công năng sử dụng xung quanh cái vị trí này. Tiện ích dân sinh, đi lại phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hoài Đức này, đi làm ở Hà Đông này. Đấy, còn không phù hợp với quý vị đi làm ở bên Long Biên mà mua ở đây đâu ạ. Cho nên là quý vị bớt chút thời gian nếu như mà muốn tư vấn nhà ấy, thì gọi cho Ngọc Ánh 2 phút thôi là mọi người có thể có đầy đủ thông tin xem là cái ngôi nhà này vị trí đi lại nó có hợp lý hay không. Rồi là cái căn nhà này thiết kế như thế thì có đủ cái công năng phù hợp với hộ gia đình mình hay không. Thì hãy bốc máy lên gọi cho Ngọc Ánh ngay theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Còn bây giờ mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ, tầng 3 thiết kế 2 phòng ngủ. Vậy
thì có tổng là 4 phòng ngủ rồi đấy ạ. Đó mọi người ơi, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao được thiết kế lắp đặt đầy đủ ở các phòng ngủ rồi. Đó, giá 1.950.000.000 bao toàn bộ phí thuế mọi người nhé. Phòng vệ sinh của tầng 3 đây. Phòng vệ sinh tầng 3, tầng 2 giống hệt nhau. Đây, rất là rộng này. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi, phù hợp với lại công năng sử dụng của mỗi một tầng. Như vậy là có 4 phòng ngủ Ngọc Ánh đã review đầy đủ cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị như sau. Ở phần tầng 4 này thì thiết kế thêm một phòng ngủ, hoặc quý vị có thể thiết kế làm phòng tờ hoặc phòng làm việc, thì cái này tùy công năng mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình mọi người nhá. Còn mọi người có thể nhìn từ tổng quát từ phía tầng 4 xuống đây, sân vườn xung quanh rất là rộng. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây ạ. Đây là phần sân phơi mọi người ơi. Rất là rộng rãi. Xung quanh rất là nhiều nhà. Vị trí yên tĩnh. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.